Sáng ngày 5 tháng 2, tức ngày 15 tháng Giêng năm Quý Mão 2023, Ủy ban nhân dân thành phố Lào Cai đã khai mạc lễ hội đền thượng Xuân Quý Mão năm 2023. Tham dự có đồng chí Đặng Xuân Phong, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trường đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Vũ Xuân Cường, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Trịnh Xuân Trường, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Hoàng Giang, Phó Bí thư tỉnh ủy, các đồng chí trong Ban Thường vụ tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đại biểu tới từ các tỉnh bạn Yên Bái, Lai Châu, Điện Biên, Hải Phòng, Vĩnh Phúc cùng đông đảo nhân dân và du khách thập phương. Màn khai mạc lễ hội đền thượng Xuân Quý Mão năm nay được mở đầu bằng màn sử thi với chủ đề Lào Cai, Khí Thiêng, Linh Tụ, Đất Biên Cương do các nghệ sĩ, diễn viên nhà hát trèo Hà Nội thể hiện màn sử thi ca ngợi vẻ đẹp sông núi, văn hóa các dân tộc Lào Cai, ca ngợi truyền thống đấu tranh giữ nước và dựng nước của cha ông trên mảnh đất biên cương, cùng sự cố gắng nỗ lực của người dân trong công cuộc xây dựng thành phố ngày càng đổi mới, văn minh, hiện đại. Diễn văn khai mạc Hội Xuân Đền Thượng năm 2023 bày tỏ lòng thành kính, sự biết ơn của nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh đối với quốc công tiết chế hưng đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn, vị anh hùng dân tộc Tuấn Kiệt, Đức Trọng, Tài Cao, đồng thời khẳng định quyết tâm đoàn kết, phát huy truyền thống anh hùng cách mạng của Đảng Bộ, Chính quyền và Nhân dân các dân tộc thành phố, quyết tâm xây dựng thành phố anh hùng, hòa bình và hữu nghị. Trong không khí trang trọng, thành kính, đồng chí Đỗ Trường Sơn, Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Lào Cai đã đánh hồi chống hội khai mạc lễ hội Đền Thượng Xuân Quý Mão 2023 tiếp đó các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đông đảo nhân dân đã dự lễ rước kiệu thành kính dân hương bày tỏ lòng biết ơn tưởng nhớ tới công lao to lớn đức thánh trần cầu mong cho một năm mưa thuận gió hòa cây cối tốt tươi dân an nước thịnh